Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NM TV. Hôm nay ngày 12 tháng Giêng năm 2021, gồm các bản tin sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Giá cổ phiếu của Twitter và Facebook rất thảm vì cắm ông Trump. Hôm qua, giá cổ phiếu của Twitter và Facebook rất thảm trong phiên giao dịch đầu tuần. Theo đó, Twitter vẫn giữ quyết định xóa vĩnh viễn tài khoản gần 89 triệu người theo dõi của ông Trump. Động thái này đã khiến giá cổ phiếu của tập đoàn giảm 12%, thổi bay 5 tỷ Mỹ Kim, giá trị vốn hóa thị trường của Twitter trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 11 tháng Giêng. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với Facebook khi giá cổ phiếu mất 4,5% giá trị vào chốt phiên giao dịch. Theo đài CNN, giá trị vốn hóa thị trường của Facebook đã mất hơn 33,6 tỷ Mỹ Kim trong ngày 11 tháng Giêng. Việc Twitter và Facebook và các tập đoàn công nghệ lớn khác của Mỹ cứng rắn với các nội dung liên quan đến ông Trump thu hút sự chú ý từ cả bên ngoài nước Mỹ. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Parler kiện Amazon, đòi chấm dứt hồi chuông báo tử. Đơn kiện được đệ trình ngày 11 tháng Giêng sau khi Amazon chấm dứt quyền truy cập máy chủ của Parler, mạng xã hội này được sử dụng nhiều bởi những người có quan điểm ủng hộ Tổng thống Trump. Trong đơn kiện được nộp lên tòa án ở bang Nevada, Parler mô tả quyết định của Amazon là đòn chí mạng với mạng xã hội này. Parler yêu cầu tòa án nhanh chóng ra lệnh ngăn chặn tạm thời, TRO, buộc Amazon phải nói lại việc cung cấp máy chủ cho mạng xã hội này việc trì quản ra TRO dù chỉ một ngày cũng có thể giống lên hội chuông báo tử với Parler khi Tổng thống Trump và những người khác chuyển sang các nền tảng mới, đơn kiện có đoạn nêu rõ. Đơn kiện cũng cáo buộc Amazon vi phạm hợp đồng khi đơn phương ngừng cung cấp dịch vụ và không báo trước trong 30 ngày và can thiệp vào mối liên hệ giữa Parler với người dùng. Sau khi Twitter, Facebook và một số mạng xã hội khác xóa hoặc đình chỉ vĩnh viễn tài khoản của ông Trump nhiều người đã chuyển sang dùng Parler. Tuy nhiên, Google và Apple đã loại bỏ ứng dụng mạng xã hội này khỏi cửa hàng ứng dụng với lý do vi phạm nội dung. Việc Amazon chấm dứt quyền truy cập máy chủ của Parler được ví như đòn kết liễu cuối cùng. Trong thông cáo sau sự việc, Amazon đã trưng ra 98 bài viết khuyến khích bạo lực trên Parler và cho rằng mạng xã hội này không có cách thức ngăn chặn hiệu quả. Giám đốc điều hành Parler, ông John Massey, tuyên bố Mạng xã hội này không phải là một ứng dụng giám sát và cảnh báo sẽ có một cuộc chiến về tự do ngôn luận với các tập đoàn công nghệ. Chúng tôi không thể chỉ viết một bài thuật toán là có thể tìm ra 100% các nội dung phản cảm, ông John nêu quan điểm. Parler ra đời năm 2018 và hoạt động tương tự như Twitter, việc Amazon và các tập đoàn công nghệ khác ngăn chặn những nội dung và tài khoản liên quan Tổng thống Trump làm dấy lên nhiều tranh cãi phần lớn cho rằng điều này là cần thiết để ngăn ngừa kích động bạo lực tuy nhiên cũng có không ít lo ngại về việc giới công nghệ đã vượt quá nhiều quyền lực trong việc quyết định người mỹ nên nói gì và nói khi nào thưa quý vị triều tiên miễn nhiễm với virus vũ hán anh rơi vào cảnh nguy kịch triều tiên vẫn chưa phát hiện ca dương tính nào với virus vũ hán trong khi anh đang trong thời điểm tồi tệ nhất của đại dịch thời khắc tồi tệ nhất của đại dịch ở Anh. Anh đang bước vào những tuần lễ thách thức nhất kể từ khi đại dịch virus Vũ Hán bắt đầu bùng phát. Một quan chức hàng đầu nước này cho biết ngày 11 tháng Giêng, khi các bệnh viện Anh đối mặt với tình trạng quá tải và các nhà xác trở nên đầy ắp. Chúng ta đang ở trong thời khắc tồi tệ nhất của đại dịch ở Anh. Trong tương lai, chúng ta sẽ có vaccine, nhưng số ca nhiễm hiện giờ cao hơn nhiều so với tuần trước. Quan chức y tế Anh Chris Whitey nói với đài BBC, ông này dự đoán vài tuần tới sẽ là thời gian nguy hiểm nhất. Anh hiện chứng kiến số ca tử vong do virus Vũ Hán nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào ở châu Âu và gần đây đã trở thành nước thứ năm trên trái đất, chạm mốc 3 triệu ca nhiễm virus corona. Ông Whitey nói, hiện ở Anh có hơn 30.000 bệnh nhân mắc dịch virus Vũ Hán trong bệnh viện, trong khi đó giai đoạn đỉnh điểm đầu tiên của virus hồi tháng 4 năm 2020 chỉ có 18.000 bệnh nhân. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Thủ tướng Đức Merkel nói Twitter cấm tài khoản tổng thống Trump là có vấn đề. Thủ tướng Đức Angela Merkel tin rằng Twitter quyết định đóng vĩnh viễn tài khoản của tổng thống Trump là có vấn đề, vì các nền tảng mạng xã hội không thể tự can thiệp vào quyền tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận là quyền cơ bản có tầm quan trọng hàng đầu. Quyền cơ bản này có thể bị can thiệp nhưng phải thông qua luật và trong khuôn khổ do cơ quan lập pháp xác định chứ không phải theo quyết định của các công ty mạng xã hội. Người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Stephen Schreiber, cho biết vào ngày 11 tháng Giêng, theo AFP. Từ quan điểm này, Thủ tướng Merkel xem việc Twitter đóng vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Trump là có vấn đề, ông Schreiber nói. Ông Schreiber cho rằng, những lời nói dối hoặc kích động bạo lực trên mạng xã hội cũng là rất có vấn đề, nhưng nên được giải quyết thông qua khuôn khổ pháp luật. Người phát ngôn đồng thời lưu ý Việc chặn hoàn toàn tài khoản mạng xã hội là một động thái quá mức, nhưng ông vẫn ủng hộ việc mạng xã hội gắn cờ cảnh báo vào những bình luận bài đăng sai sự thật trong những tháng gần đây. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Trung Quốc rút 10.000 binh lính khỏi khu vực biên giới với Ấn Độ vì giá lạnh. Truyền thông Ấn Độ hôm qua khẳng định Trung Quốc đã rút khoảng 10.000 binh lính khỏi các khu vực gần biên giới với Ấn Độ nguyên nhân là do giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông trên dãy Himalaya. Báo chí Ấn Độ gọi việc Trung Quốc giảm bớt sự hiện diện quân sự khỏi các khu vực dọc đường kiểm soát thực tế, LAC, là diễn biến đáng chú ý trong hơn 8 tháng đối đầu vừa qua giữa quân đội hai nước. Theo đó, khoảng 10.000 binh lính Trung Quốc đã được điều chuyển khỏi các khu vực huấn luyện truyền thống gần đường LAC và nằm đối diện với khu vực Đông La của Ấn Độ. Tuy nhiên, việc triển khai quân tại các vị trí tiền tuyến vẫn được hai nước duy trì, thậm chí tại nhiều địa điểm binh lính Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang trong tình trạng mặt đối mặt. Các khu vực huấn luyện truyền thống của Trung Quốc nằm cách đường LAC khoảng 150 km và xa hơn. Trung Quốc đã duy trì sự hiện diện của số lượng lớn binh lính tại đây kể từ tháng 4 năm ngoái. Ngoài ra, các loại vũ khí hạng nặng cũng được đưa tới đây, khiến tình hình tại biên giới Ấn Độ và Trung Quốc ở trong tình trạng căng thẳng sẵn sàng nổ ra giao tranh bất kỳ thời điểm nào. Các nguồn tin chính phủ Ấn Độ khẳng định, lý do phía Trung Quốc giảm quy mô binh lính đóng tại biên giới xuống là do mùa đông khắc nghiệt tại khu vực dãy núi Himalaya nơi đang có tranh chấp, thậm chí đã có thương vong với binh lính hai bên vì giá lạnh. Rất khó để hai bên duy trì một lực lượng lớn tại khu vực có khí hậu lạnh khắc nghiệt như vậy trong thời gian dài. Tuy nhiên, phía Ấn Độ cho biết chưa thể chắc chắn việc Trung Quốc có đưa quân trở lại khu vực LAC sau tháng 2 và tháng 3 khi thời tiết ấm hơn hay không. Kể từ thời điểm tháng 5 năm 2020, Trung Quốc đã đưa khoảng 50.000 binh lính cùng nhiều loại vũ khí tới khu vực biên giới với Ấn Độ trong một hoạt động quyết đoán nhằm răng đe nước láng giềng. Ấn Độ cũng đáp trả bằng việc ngay lập tức điều động một lực lượng tương đương nhằm ngăn chặn bất cứ hành động phiêu lưu của quân đội Trung Quốc. Phía Ấn Độ cho biết Binh lính Trung Quốc bắt đầu tìm cách xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ dưới vỏ bọc một cuộc tập trận quân sự thường niên tại khu vực nằm gần biên giới. Kể từ đó, các cuộc đối đầu đã xảy ra tại khu vực quanh hồ Bangon, đặc biệt là vụ giao tranh chết người tại thung lũng Gawang ngày 15 tháng 6. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.